Chào đón quý vị đã quay trở lại với video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý vị, trong hệ bài tiết của cơ thể thì gan và thận là các cơ quan được đóng vai trò quan trọng nhất. Các chất cặn bã hay chất độc trong cơ thể đều được phân loại và đào thải ra bên ngoài thông qua hoạt động của gan và thận. Chính vì vậy, việc bảo vệ chức năng hoạt động của hai cơ quan này là điều vô cùng cần thiết. Một trong những nguyên nhân khiến gan và thận hoạt động không tốt là do chế độ ăn uống kém, thường xuyên căng thẳng và uống rất ít nước trong ngày. Để có thể duy trì chức năng hoạt động của gan thận, bạn nên bổ sung các thực phẩm mát gan, bổ thận dưới đây vào chế độ ăn uống hàng ngày. Nhưng không phải là những loại thực phẩm, thuốc bổ đắt tiền, mà có những loại rau, quả quen thuộc trong chính căn bếp của bạn lại được xem là thực phẩm vàng cho gan và thận. Nếu muốn biết đó là những loại thực phẩm nào thì đừng bỏ lỡ video ngay sau đây trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Tuy chỉ chiếm 1% trọng lượng cơ thể và bằng 1/4 trọng lượng của tim, nhưng thận giữ vai trò rất quan trọng trong hệ bài tiết của cơ thể. Các chất thải, chất độc trong cơ thể đều được phân loại và thải ra ngoài thông qua hoạt động của lá gan và thận. Thận còn giữ chức năng điện giải và điều tiết độ cân bằng lượng nước trong cơ thể. Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, sản xuất dịch mật rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa, duy trì miễn dịch cho cơ thể. Một trong những nguyên nhân khiến thận và gan hoạt động không tốt là do chế độ ăn uống kém, thường xuyên căng thẳng và uống rất ít nước trong ngày. Hai cơ quan này phải hoạt động rất tích cực trong ngày và là hai cơ quan thiết yếu đảm bảo hoạt động bình thường của cơ thể. Vì vậy, hãy bảo vệ cho gan và thận với 10 loại thực phẩm hỗ trợ hoạt động của gan thận, bổ sung ngay vào thực đơn hàng tuần cho một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Thứ nhất, bắp cải giúp mát gan, bổ thận. Những thành phần dưỡng chất dồi dào trong bắp cải mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại rau này không chỉ giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường mà còn rất tốt cho sức khỏe của gan thận. Hàm lượng cao thành phần isothiocyanate trong bắp cải sẽ giúp hỗ trợ quá trình thải độc và cung cấp lên men giải độc gan. Ngoài ra, các chất khác như phytochemical còn có tác dụng chống oxy hóa, phá vỡ các gốc tự do, giúp chống lại tế bào ung thư và tốt cho tim mạch. Chưa kể, loại rau này còn chứa rất nhiều vitamin K, C, B6, chất xơ và axit folic nhưng lại rất thấp kali. Nhờ đó mà có lợi cho sức khỏe của thận, giúp thận đào thải độc tố được tốt hơn. Thứ hai, óc chó tốt cho gan thận. Quả óc chó là một trong những loại hạt sấy khô rất giàu dinh dưỡng, có hàm lượng amin arginine. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng khả năng giải độc amoniac của cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng cao axit béo omega 3 và glutathione còn có tác dụng hỗ trợ quá trình giải độc của gan. Đồng thời, có khả năng chống lại các phản ứng viêm hình thành và phát triển trong cơ thể. Bên cạnh đó, còn giúp chữa lành tổn thương nếu có ở gan thận do có hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Thực phẩm này đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, trong đó có hoạt động của gan thận. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều cũng dễ gây ra các tác dụng phụ như tăng cân, dị ứng, buồn nôn, tiêu chảy. Dầu ô liu giúp tăng cường chức năng gan thận. Đây là loại dầu hữu cơ được ép lạnh từ quả ô liu, được cho là một thực phẩm rất hữu ích đối với sức khỏe. Trong loại dầu này có chứa hàm lượng các axit béo hữu ích cùng nhiều cholesterol tốt có thể giúp gan thực hiện tốt hơn quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, trong loại dầu này còn chứa một hàm lượng tương đối lớn lipid có thể hấp thu được các chất độc hại tồn tại trong cơ thể. Nhờ đó mà có thể làm giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan gan, thận trong việc đào thải độc tố ra bên ngoài. Ớt chuông đỏ cũng là thực phẩm mát gan, bổ thận. Ớt chuông đỏ cũng được xếp vào nhóm thực phẩm mát gan, bổ thận mà bạn có thể bổ sung vào khẩu phần ăn của mình. Hàm lượng cao vitamin A, C và chất lycopene có trong ớt chuông đỏ có khả năng chống oxy hóa tại gan thận rất tốt. Vitamin B6 có trong thực phẩm này còn giúp thúc đẩy quá trình sản sinh hồng cầu, cùng với đó là cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể. Ớt chuông đỏ lại là một thực phẩm có chứa rất ít kali, hoàn toàn hữu ích với sức khỏe của thận. Thứ năm, các loại hoa quả tốt cho sức khỏe của gan thận. Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận rằng những độc tố có trong gan thận sẽ được thải trừ tốt hơn nhờ vitamin C. Quả họ cam quýt bao gồm cam, chanh, bưởi chính là nguồn cung cấp vitamin C rất dồi dào cho cơ thể. Hàm lượng vitamin C có trong nhóm quả này còn giúp chuyển hóa các chất độc hại trong cơ thể thành dạng dễ hòa tan bên trong nước để có thể đào thải ra bên ngoài một cách nhanh chóng hơn. Bổ sung trái cây họ cam quýt còn giúp hỗ trợ làm sạch thận, túi mật, phổi và các cơ quan tiêu hóa. Đó là chưa kể đến hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong các loại trái cây này còn giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa.
giúp làm đẹp da, chống lại các gốc tự do xâm hại đến các cơ quan trong cơ thể, trong đó có gan thận. Táo đỏ cũng là một loại quả được xếp vào nhóm thực phẩm mát gan bổ thận mà bạn nên khéo léo thêm vào khẩu phần dinh dưỡng. Với hàm lượng cao pectin, táo đỏ có thể giúp làm sạch các độc tố có trong đường tiêu hóa, cùng với đó là giúp gan hoạt động hiệu quả hơn để đào thải chất độc ra bên ngoài cơ thể. Hàm lượng vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa dồi dào trong táo đỏ còn có chức năng bồi bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu cũng như chống lão hóa. Thành phần tripentenate và kem có trong loại quả này còn đem đến chức năng chống lại các tế bào ung thư. Một loại quả khác tốt cho gan đó là quả bơ. Bơ là loại quả cung cấp một nguồn năng lượng rất dồi dào cho cơ thể. Cùng với đó, trong quả bơ còn chứa rất nhiều các axit béo cùng các axit amin quan trọng, rất tốt cho quá trình sản xuất hồng cầu. Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định, một số dưỡng chất có trong quả bơ còn có chức năng hỗ trợ chữa lành các tổn thương tại gan thận, đồng thời có thể giúp cho các cơ quan này hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, thành phần folate có trong loại quả này còn giúp làm giảm căng thẳng, ngăn chặn sự tích tụ của hormone cysteine. Cảm ơn quý vị khán giả đã tiếp tục đồng hành cùng chương trình của Sống Khỏe Mỗi Ngày. Trên đây mới chỉ là 5 loại thực phẩm đầu tiên tốt cho gan, bổ cho thận, thanh lọc cơ thể cực kỳ tốt cho sức khỏe. Vẫn còn 5 loại thực phẩm vàng cho gan thận ở phần sau của video cũng vô cùng quen thuộc. Có rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng, vậy thì tại sao chúng ta lại sử dụng những loại thực phẩm, thức ăn nhanh có hại cho sức khỏe? Hãy tiếp tục thêm 5 loại rau củ ở phần sau của video vào cẩm năng sống khỏe của mình quý vị nhé. Đặc biệt ở phần cuối của video, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ cùng quý vị và các bạn tìm phương pháp giải độc gan cực kỳ dễ làm ngay tại nhà. Hãy cùng tiếp tục theo dõi quý vị nhé. Thực phẩm thứ 6 tốt cho gan thận đó là cà rốt. Cà rốt có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, chất khoáng cũng như chất xơ. Các nhà nghiên cứu Ấn Độ đã chỉ ra rằng uống nước ép cà rốt có thể làm giảm đáng kể lượng DHA, triglycerides và MUFA có trong gan. Nhờ đó mà cà rốt có thể bảo vệ gan, giúp gan luôn được khỏe mạnh và không bị nhiễm độc. Ngoài ra, cà rốt cũng chính là một loại thực phẩm mang lại vô vàn những lợi ích sức khỏe khác, như bảo vệ thận và các cơ quan trong cơ thể khỏi sự tấn công của các tế bào ung thư, làm đẹp da, cải thiện thị lực, giảm cholesterol và tốt cho tim mạch. Hành tây cũng giúp mát gan bổ thận. Trong các loại thực phẩm giúp hỗ trợ giải độc gan thận, thì hành tây được đánh giá cao nhờ chứa rất nhiều flavonoid tự nhiên, đặc biệt là hàm lượng cao quercetin có trong hành tây với tác dụng chống oxy hóa rất mạnh. Đồng thời, các thành phần này còn có hoạt tính chống viêm giúp bảo vệ gan thận khỏi những tổn thương. Ngoài ra, chúng còn có thể bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Hành tây không chỉ chứa hàm lượng thấp kali rất thân thiện với thận mà còn chứa chrome. Đây là một loại khoáng chất tốt cho thận với tác dụng giúp chuyển hóa các chất béo, đạm và đường. Đừng bỏ qua tỏi, thực phẩm vàng cho sức khỏe. Tỏi cũng là một loại thực phẩm mà bạn có thể cân nhắc bổ sung phù hợp vào khẩu phần ăn mỗi ngày để giúp cải thiện chức năng của gan thận. Hàm lượng cao hoạt chất allicin có trong tỏi chính là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể bảo vệ các cơ quan này khỏi quá trình lão hóa của cơ thể. Đồng thời, tỏi còn giúp kích thích các tế bào gan, sản sinh và kích hoạt các enzyme giúp chuyển hóa các độc tố và chất gây hại được tốt hơn. Thực phẩm này còn giúp chống lại các phản ứng viêm và hỗ trợ làm lành các tổn thương ở gan, thận nếu có. Tăng cường chức năng gan thận với củ dền. Củ dền có chứa nhiều chất chống oxy hóa, được biết đến là một trong những thực phẩm tốt cho hoạt động của gan và thận. Các nhà nghiên cứu cũng xác nhận rằng việc ăn củ dền dài hạn sẽ có thể giúp làm giảm tổn thương DNA, đồng thời hạn chế tổn thương gan, thận do một số chất ung thư gây ra. Hàm lượng chất sắt cao có trong củ dền còn giúp tái tạo và kích thích các tế bào máu, cung cấp oxy cho cơ thể. Thực phẩm này còn có chứa hàm lượng nitrat cao với khả năng làm ổn định huyết áp, chống đột quỵ và ngăn ngừa bệnh đau tim. Ngoài ra, cũng có thể tăng cường các món ăn với củ cải đường. Các chất betalain có trong củ cải đường được nhiều nghiên cứu ghi nhận là có khả năng hỗ trợ cho quá trình giải độc cơ thể. Bổ sung thực phẩm này có thể giúp làm sạch máu và gan. Bên cạnh đó, củ cải đường còn chứa hàm lượng không ít vitamin C, chất xơ và mangan, không chỉ tốt cho sức khỏe gan thận và tuyến tụy mà còn giúp cơ thể chống oxy hóa tốt hơn. Và khép lại danh sách là rau xanh, thực phẩm tốt cho gan. Các loại rau xanh cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ gan. Các loại rau như bó xôi, rau bina, rau diếp cá, rau củ cải, rau khoai lang có chứa một lượng lớn vitamin A, C, K, canxi và chất chống oxy hóa, có tính chống viêm. Các nhà khoa học đã xác định việc tiêu thụ rau lá xanh có thể giúp bảo vệ gan khỏi nhiễm mỡ và bệnh tim mạch.
điển hình là bông cải xanh. Bông cải xanh có hàm lượng tương đối cao một số thành phần dinh dưỡng như chất indolate, glucosinolate, thiocyanate. Chúng đều được đánh giá là có tác dụng rất tốt với quá trình loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Nhờ đó mà có thể giúp các cơ quan ở hệ bài tiết như gan, thận hoạt động hiệu quả hơn. Hàm lượng vitamin C và một số khoáng chất cần thiết trong thực phẩm này còn giúp nâng cao sức đề kháng cũng như khả năng miễn dịch. Chính vì thế mà có thể bảo vệ gan thận cũng như các cơ quan khác trong cơ thể khỏi sự tấn công của các tác nhân gây hại. Còn với rau bina còn có tên gọi quen thuộc khác là cải bó xôi hay rau chân vịt. Đây là loại rau lá xanh có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe. Trong đó, loại rau này còn được cho là rất hữu ích với tác dụng cải thiện chức năng gan thận. Hàm lượng glutathione khá dồi dào trong rau bina được nhiều nghiên cứu đánh giá là có thể hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các men giải độc gan rất tốt. Đồng thời, hàm lượng cao chlorophyll trong loại rau này còn có thể giúp trung hòa các kim loại nặng, hỗ trợ cho quá trình loại bỏ các chất độc trong máu và giúp thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, rau bina cũng chứa nhiều thành phần dưỡng chất quan trọng khác như các loại vitamin A, C, K cùng nhiều chất chống oxy hóa có thể đẩy lùi các gốc tự do và hỗ trợ thúc đẩy chữa lành các tổn thương tại gan thận. Như đã hứa, khép lại video là cách thanh lọc gan thận đơn giản có thể làm ngay để lấy lại cân bằng cho cơ thể. Thứ nhất, giải độc gan thận bằng giấm táo. Giấm táo là loại giấm có giá trị tốt trong việc thanh lọc giải độc thận. Trong quá trình lên men, giấm táo sản sinh ra axit acetic, một loại axit giúp lau sạch những mảng bám bẩn gây tắc nghẽn ống thận. Khi dùng giấm táo thanh lọc thận và gan, không nên uống trực tiếp mà nên dùng 1 đến 2 thìa nhỏ cho vào những món ăn phù hợp. Duy trì tần suất này ngày 3 lần để có tác dụng thanh lọc cơ thể tốt nhất. Thứ hai, giải độc bằng chanh. Những hàm lượng dinh dưỡng trong chanh như vitamin C, chất flavonoid chống oxy hóa có thể giúp làm sạch gan, thận, bàng quang, hệ tiêu hóa và phổi. Mỗi ngày hãy uống một cốc nước chanh vào buổi sáng, có thể thêm 1 đến 2 thìa mật ong nhỏ cũng rất tốt. Chú ý, pha nước chanh với nước ở nhiệt độ thường, vì nếu pha bằng nước nóng sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng có trong chanh. Quý vị thân mến, bên cạnh việc sử dụng các thực phẩm tốt cho gan thận mà Sống Khỏe mỗi ngày chia sẻ ở trên, để phát huy khả năng giải độc thận, bạn hãy uống một ly nước lọc vào mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy để giúp thận được rửa sạch và thải các chất độc còn sót lại ra ngoài. Cùng với đó là việc tránh các thực phẩm, tác nhân gây hại điển hình như rượu bia, thuốc lá, các loại thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ hay chất bảo quản, và cần xây dựng lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình. Hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị đã bỏ túi cho mình thêm những thông tin sức khỏe vô cùng hữu ích. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh Sống Khỏe mỗi ngày để không bỏ lỡ các chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!